nhiều người kiểu theo một dạng kiểu thập cẩm nha, thích nhiều người, nhưng mà chắc là thích nhất thì là các em vẫn thích kiểu phong cách của Gia Mốt hơn. Tại vì Gia Mốt là một cầu thủ thi đấu mạnh mẽ, nhiệt huyết và điềm tĩnh, và anh có một bản năng của tố chất của một thủ lĩnh, là em cũng rất thích Gia Mốt. Lần em đi đá bóng thì bố mẹ cũng gọi điện và thăm sức khỏe, rồi lúc nào cũng động viên con là phải cố gắng tập trung rồi thi đấu hết mình. Trẻ con kiểu phần phần một chút. Em thì không phải là chơi thân hẳn với ai, nhưng mà anh em trong đội thì ai em chơi cũng kiểu đều đều. Thì ngày trước em cũng hay đi chơi game nhiều, thì thân với cả nhiều nhiều hơn. Thì kiểu lúc hai anh em thì cũng hay game với nhau, nên là thân hơn một chút. V6 phim 360 hoàn toàn mới.